Chào mọi người, một ngày mới tốt lành nha. Ngày hôm nay là một ngày mới cho mọi người, sáng thứ bảy. Bếp chai kỳ duyên của mình đi chợ gặp bông mướp rất là ngon. Mình sẽ nấu một tô canh bông mướp. Đây là cái bông hương vị của đồng quê của mình nha mọi người. Đây là một loại rau củ của đồng quê. Bông mướp rất là ngon. Mình chỉ lấy ở trên cái đọt bông thôi, ở dưới nó già lắm. Và nồi canh bông mướp của mình ngày hôm nay là có bông cải xanh nữa. Mình sẽ chuẩn bị một mâm cơm chay cho gia đình. Một mâm cơm chay đơn giản mà đầy đủ dinh dưỡng cho người ăn chay của chúng ta. Thì bông mướp này nó cũng rất là ngọt. Nó cũng giống như là bông điên điển hay hoặc là bông bí gì đó. Thì mỗi một cái loại nó có một cái hương vị ngọt riêng của nó. Còn nữa cái bông mướp thì mình ít có gặp được bán ở chợ lắm. Thỉnh thoảng thì người tới đợt người ta mới hái, coi nó ra nhiều quá người ta hái. Mâm cơm đơn giản chay của bếp kỳ duyên của mình ngày hôm nay là mình sẽ làm hai món, một món muối chiên và một món canh. Hôm nay mình sẽ muối chiên hai loại, một là đậu hũ tươi và hai là cá sặc. Đây là cá sặc chay nha các bạn. Khâu này là khâu mình sơ chế nha. Mình mua khoảng 100 gram cá sặc chay. 100 gram như thế này là nó được 5 con. Rồi, đây là sả. Mình sẽ ướp một ít hạt nêm vô trong sả. Và một chút bột ngọt, một muỗng bột ngọt nhỏ. Mình sẽ trộn đều các thứ lên. Ở đây ngày hôm nay mình sẽ trộn và một ít tiêu. Mình sẽ sắc một ít gốc hành lá nhuyễn nha. Hầm nhuyễn ra mình trộn chung với sả. Rồi, đây là chảo dầu. Mình chuẩn bị sẵn chảo dầu nha. Đến khi mình ướp xong sả, mình dầu nóng mình sẽ để vào chiên luôn. Mình khứa như thế này để mình cho sả nó vô trong. Nó thấm sả và hạt nêm vô con cá. Nếu mình không khứa nó không có thấm vô nó sẽ không đậm đà. Cho nên mấy cái lần khứa này mình sẽ nhét sả vô và hạt nêm ở trong đây thì nó sẽ rất là ngon.
Thì với đậu hũ chiên sả cũng vậy. Mình sẽ khứa cái miếng đậu hũ ra để mình nhét sả vô. Thường á thì đậu hũ muối chiên thì mình cắt nó mỏng, nhưng mà ngày hôm nay mình muốn chiên nguyên miếng như thế này. Chiên thì da nó giòn nhưng mà ở trong ruột thì nó mềm, thì nó rất là béo. Có nhiều cách để chúng ta muối chiên đậu hũ lắm. Nhưng mà cách này là một trong những cách mình sẽ chế biến lại, nó khác hơn cái cách bình thường khác là người ta ướp dòng ở ngoài. Mình sẽ cho sả vô trong nguyên cái muốn miếng đậu hũ như thế này nè, nó thấm vô. Đó, nhìn miếng đậu hũ rất là ngon đúng không các bạn? Ăn chay thì không có cái gì là đặc biệt ngon hay là sang trọng, nhưng mà dinh dưỡng cho người ăn chay cũng rất là quan trọng đó. Thì nó cũng rẻ tiền chứ không có mắc. Nếu mà mình ăn cái đồ đơn giản như đậu hũ như thế này thì nó rất là rẻ tiền. Mình chỉ ăn 10.000 đậu hũ thôi, 6 miếng đậu hũ tươi 10.000, rất là ngon. Nhà thì gần lò đậu hũ cho nên đậu hũ mình ăn rất là ngon, rất là may mắn cho điều đó, cho người ăn chay, cho gia đình ăn chay của mình ở đây. Rồi xong như vậy thì mình sẽ gắt thêm một ít hạt nêm lên đậu hũ nha. Bởi vì trong cá sặc á thì mình không có cần rắc thêm, là bởi vì cá sặc nó có một cái hương vị người ta nêm nếm nó cũng hơi mặn rồi. Nhưng mà ở trong cái đậu hũ của mình ở đây thì nó nguyên, nó không có cái độ mặn đó, cho nên mình sẽ rắc thêm hạt nêm lên đây. Làm cho miếng đậu hũ mình nó vừa ăn. Hồi nãy ở trong sả mình không có ướp nhiều. Cái miếng đậu hũ này nó rất là dày, cho nên mình thêm hạt nêm vô đây dân cho nó vừa đủ hương vị, nó vừa ăn. Rồi. Như vậy là chảo nó đã nóng lên rồi. Rồi mình sẽ để đậu hũ vào nha. Mình sẽ chiên cho miếng đậu hũ thật là giòn. Rồi. Và cá sặc mình cũng cùng để vô luôn. Cá sặc thì là một món cho người chay ăn hơi đắt tiền, hơi hơi sang một chút nha các bạn. Nhưng mà thỉnh thoảng mình mới ăn thôi chứ mình không có ăn thường xuyên đâu, nó mắc tiền lắm. Tiết kiệm ăn chay thì cũng có thể mình sẽ tiết kiệm một chút, lâu lâu mới ăn một lần chứ không có ăn thường xuyên những cái món mắc tiền. Nhưng mà đậu hũ thì nó rẻ, mình ăn mỗi ngày dễ lắm.
đây là giờ cá sặc muối xả ớt chiên đó, nhìn rất là ngon và hấp dẫn hơn. Rồi đậu hũ vàng mình sẽ lấy ra từ miếng bột. Rồi tràn trong rất là hấp dẫn đúng không mọi người? Một bữa cơm chay đơn giản đầy đủ dinh dưỡng cho mọi người hết, rất là ngon. Rồi đây là nồi canh bông cải và bông mướp mình chuẩn bị nha mọi người. Mình sẽ bắt nồi nước lên. Trong đây bữa nay ngày hôm nay mình nấu là có nấm rơm khoảng 100g, hơn 100g nấm rơm và cái gốc của bông cải xanh. Mình cũng sẽ nấu luôn cái gốc bông cải này, ăn cũng rất là ngon. Cho nên mình tận dụng mình nấu hết, mình không có bỏ. Mình bắt nước lên mình nêm nếm hạt nêm, muối rồi bột ngọt, chút xíu đường cho vừa ăn. Rồi mình đậy nắp lại, mình đợi nước cho sôi lên nha. Rồi nước sôi mình để bông vô nha, bông mướp. Wow, bông mướp rất là ngon. Wow, cái loại bông này mình nấu canh rất là ngon, tuyệt vời. Rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Bông mướp mình để vô trước nha. Rồi tiếp sau thì mình sẽ để bông cải. Ngày hôm nay mà gia đình mình ăn nồi canh bông. Một là bông mướp, hai là bông cải. Thì cho nên cái nồi canh bông này của mình ngày hôm nay rất là bổ dưỡng đó nha các bạn. Vô cùng bổ dưỡng dành cho người ăn chay đấy. Rồi khi để tất cả các loại bông vô rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình đậy nắp lại để cho nó sôi lên thêm một dạo nữa thì nó sẽ chín. Sôi lên mới được. Rồi, canh đã sôi lên. Chúng ta sẽ cho hành vô nha. Vì là bông mướp là một loại mướp hương cho nên cái mùi của cái bông mướp này nó bốc lên rất là thơm. Cái nồi canh bông mướp của mình ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Nó là một loại mướp hương nha các bạn. Rồi cũng hên là mình mua là mướp hương. Cho nên cái mùi của bông mướp nó bốc lên rất là thơm. Thơm lừng. Rất là ngon luôn. Mình cho hành vô ngò với vô ngò vào rồi đó. Rồi mình sẽ sơ lại cho nó trộn đều lên. Cho nó chín đều. Mình sẽ nêm thử cái dừa ăn không nha. Rất là tuyệt vời. Có cái hương vị của rau bông nó ngọt lắm. Mình gắp một chút xíu hạt nêm nữa nha. Giờ canh nó có hương vị hơi đậm đà, nó ngọt nhưng mà nó hơi lạc thì nó cũng không ngon. Cho nên mình gắp thêm một chút xíu hạt nêm nữa. Rồi tắt bếp nha. Ở đây mình có đậu hũ tươi và một ít củ đỏ. Đậu hũ tươi chiên. Chiên xong rồi mình cho vô nha. Rồi cái nồi canh
cho bữa cơm chay của mình ngày hôm nay vô cùng hấp dẫn mọi người ơi. Ngon tuyệt vời. Rồi, mình sẽ rải một ít tiêu xay nha. Rồi, như vậy là xong. À, đây là mâm cơm chay của gia đình kỳ duyên của mình ngày hôm nay. À, gồm có một tô canh bông mướp, bông cải và một dĩa đậu hũ, cá sặc, muối chiên, sả ớt. Thì đây là một bữa cơm chay rất là đơn giản trong gia đình mình. Một bữa ăn hàng ngày rất là ấm cúng và đầy đủ dinh dưỡng. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Một ngày mới an lành hạnh phúc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, gia hộ độ trì cho chúng sanh tai qua dịch bệnh, tiêu trừ hòa bình thế giới chúng sanh an lạc. A Di Đà Phật.